Đắt chưa? Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hương Bùi Family nha. Hôm nay thì Hương làm một cái mâm trứng cút lộn á mọi người. Ăn với cái muối này nè. Đây. Cái muối tiêu chanh. Chén muối tôm này mọi người, cho mọi người xem. Cái này là chén muối tôm đặc sệt của miền to của Tây Ninh nè. Nguyên cả con tôm luôn nè. Cái muối tôm này Hương sẽ chấm thử với dâu nè mọi người. Cái dâu này thì dâu hôm trước Hương ăn còn á, tại vì bây giờ nó cũng đã chín rồi nè, còn được vài trái nó chín nè. Đây, chén muối ớt để chấm dâu luôn mọi người. Hôm nay chấm thử hai món, một là chấm với muối tôm Tây Ninh, hai là sẽ chấm với cái muối ớt này nè. Thì có cherry nữa mà cherry ăn thử miếng dâu chấm với cái đây thử ấy. Chua chấm với chua vị cay cay mặn mặn của muối ớt này cũng ngon quá mọi người. Quá quá ăn chứ vàng rồi trứng với mọi người, tại vì nó đang nóng. Ngon. Cho mọi người xem cái quả này. Cái này là anh đi cực kỳ thích ăn luôn á, mà ảnh đi học mà. Món khoái khẩu. Món khoái khẩu của Henry luôn mọi người. Hôm mới vừa lột xong luôn á. Ăn cái này phải kèm một tí xíu rau răm nữa nó mới ngon. Trứng vừa ăn ha. Trứng vừa ăn. Không quá già cũng không quá non. Hôm nay thải tóc không? Trời ơi, cherry này không khói ăn nè mọi người, ngậm nguyên cả một cái chầm đỏ trứng luôn. Chào mọi người ra. Có miệng ăn. Một cái miệng ăn nè, đây nè, còn nhìn nữa nè. Ngon không? Đây, con à. Đưa đầu cái. Chắc ăn liền. Có kìa, có kìa. Còn muối tiêu ăn nó ngon. Mình chấm muối tiêu á. Đừng bảo à, mình đã. Có người vừa ăn, cho nên cầm đỏ nhiều. Nữa hả? Nữa. À, hả? Cái miệng còn ăn mà đợi nữa. Ăn đợi lại rồi, Henry nhà Hương có thể ăn được 10 trứng đó mọi người, là lúc nhỏ, nhưng mà bây giờ có thể hơn. Tại vì ăn trứng lộn á là ăn được 3 trứng. Vừa ăn ngon. Hả? Nữa, đợi xíu con ăn hết thì ba lấy cho. Đấy,
Vậy là lát nữa nhà Hương sẽ đi hội chợ mọi người, tại vì sắp Tết á, ở Hương hay tổ chức những cái hội chợ để mua sắm á, thì nhà Hương sẽ đi hội chợ, Hương sẽ cố gắng quay cho mọi người xem thử nha. Bạn ngon á, chú bạn khó chí rồi, trúng món khó khẩu rồi. Nè, à, đỏ con nãy giờ quên riếm ra ăn một bao nhiêu trứng nè. Có miễn, ngon, đó, cười, ngon. Trứng béo, trứng này béo ha. Nữa hả, nữa hả? Một xíu. Thông thường là đợi xíu nha. Ở gần nhà Hương có đám cưới mọi người. Mọi người nghe tiếng nhạc tập tình không? Hương sợ nãy giờ quay á là có tiếng nhạc á. Đây hả? Lát rồi để dành cho Handy là cái. Như cực kỳ thích ăn. Rồi. Này. Này dính lắm, anh nè. Nó này ăn khô quá. Đó, hả? Giờ gì vậy? Ngồi nhau đây. Nhẹ đây rồi. Ngồi nhau đây. Ngồi nhau đây. Rồi. Nhà nó dính tay kỹ không à? Rồi nhau. Thông thường thì Hương thích ăn trứng vịt lộn hơn mọi người. Tại vì cái trứng cút này nó nhỏ, mỗi lần ăn là phải không có vừa một tàu lần mình ăn, phải đặt phải lột ra. Phải mất tiền ha. Không mà không thấy trong những cái trứng lộn mà không ăn á. Cái trứng gà á mọi người, trứng gà lộn á ăn ngon. Cho con. À, đây. Trời ơi đồ ăn nữa. Nước. Bên ngõ hút nước luôn rồi. Đây. Em chỉ mày. Không? Đây. Để lâu hả? Đây. Thấy không? Không? Hả? Đây. Anh ăn thử cái rau à. Chấm cái muối tôm này. Tôm nguyên con. Ăn nó mới ngon, cái muối tôm này ăn ngon lắm. Muối tôm này lúc trước Hương chấm xoài với mọi người, Hương thấy ăn khá ngon luôn á. Ngon. Không cay cũng không quá mặn ha. Cái trứng này là bị ấy hết. Đây là những con tép nhỏ. Những con tôm luôn. Thay vì những cái muối khác là người ta dẻ ra đúng không? Ừ. Ngươi. Những con này hả? Là những con. Đúng rồi. Đúng những con. Đào hiếm. Không ăn mấy nữa con. Nghe nói nè. Ủa. Đào. Mà chơi đi không ăn nữa. Đâu hiếm ăn nữa nha. Thôi bye bye mọi người coi. Bye bye mọi người coi. Bye bye. Bị gió là dính luôn trong này luôn mọi người. Chơi đi nhoi quá mọi người. Chị không chịu ăn nữa, bây giờ chị đòi đi chơi rồi. Ông sẽ không hẳn đi chơi rồi. Con nít nó thích đi lắm. Ngon quá.
nước vừa ăn luôn á. Thường chỉ bỏ một tí xíu muối vô thôi. Mục đích là để cho cái nước nó đậm đà á mọi người. Cái trứng này nó hơi già rồi. Hơi già thì cái phần cọc này nè, cái phần màu trắng này nè, khá là nhiều luôn. Hồi sáng không thấy có người ta bán cút không mọi người? Cái con cút á. Nhưng mà Hương không mua. Hương nghĩ là đợt này Hương chưa có làm món đó. Đó là nào Hương mua về Hương làm món cút nướng, món bơ vậy ha. Cho mọi người cùng thưởng thức ha. Hôm nay rượu này trời nắng. Chị gặm cho dâu à. Nát cho dâu luôn. Tôm này. Cái muối tôm này là mình phải múc luôn cả cái con tôm như vậy ăn mới ngon nè. Đây mọi người. Đó, nguyên con tôm này thấy không mọi người thấy không? Cái muối này ngon quá mọi người ơi. Vừa ăn có thêm cái phần tôm này nữa nè, nó béo béo á. Hơn cảm nhận rồi. Ăn cái muối tôm này ngon hơn mọi người ơi. Muối tôm bên mình nè. Nguyên con tôm. Ngon quá. Tôm này là không phải bỏ trong ngăn mát tủ lạnh á. Cho để bên ngoài là nó sẽ bị cháy nước đó mọi người. Rồi bên trong thành phần của tôm này nè, có tép khô, tôm và có tép khô và muối á, hành phi nữa. Mình để bên ngoài là nó dễ bị chảy nước lắm. Nghiện cái muối này luôn rồi, đầu đi chơi luôn á. Thank you.
Nói là hôm nay không ăn đồ nóng cơ mà trong miệng hơi bị lỡ hết mà thấy cái muối này thèm á mọi người. Tạm trái nữa mọi người. Đỏ lắm. Ngon mê lê lắm. Video của Hương một khá là dài rồi mọi người. Chắc là Hương xin kết thúc video tại đây nha. Cái muối này ngon quá mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video của Hương. Mọi người nhớ nhấn like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh Hương Bùi Family nha mọi người. Bye bye.